chào các bạn, đây là chuyên mục giới thiệu các môn thi đấu tại SEA Games 31. Lần này, hãy cùng tìm hiểu về môn thể thao vua bóng đá nhé. Bóng đá là một trong những bộ môn được đưa vào thi đấu từ kỳ SEA Games đầu tiên năm 1959 và được thi đấu xuyên suốt lịch sử các kỳ SEA Games. Và tất nhiên, cũng là bộ môn được yêu thích ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Tại SEA Games 31, bóng đá gồm 4 nội dung thi đấu, bao gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Thái Lan hiện là đội vô địch nhiều lần nhất tại nội dung bóng đá nam SEA Games với 16 lần. Chủ nhà Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch ở hai nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ, trong khi Thái Lan tỏ ra không có đối thủ ở bộ môn futsal với 8 tấm huy chương vàng. Số lượng đội tham dự SEA Games 31 môn bóng đá nam gồm 10 đội là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Philippines, Timor-Leste, Lào và Campuchia. Vòng bảng SEA Games 31 bộ môn bóng đá nam sẽ được thi đấu trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ và Thiên Trường Nam Định. Bán kết và chung kết sẽ được thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình. Thời gian thi đấu sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5. Hai cái tên sáng giá cho tấm huy chương vàng của bóng đá nam tại SEA Games lần này sẽ là Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam. Bên cạnh đó, bóng đá nữ gồm 8 đội là Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Singapore, Indonesia và Philippines. Bộ môn bóng đá nữ sẽ thi đấu trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5. Ứng cử viên cho tấm huy chương vàng bóng đá nữ tại SEA Games 31 chính là Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Futsal nam và nữ đều có sự góp mặt của 5 nước là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Indonesia. Futsal nam và nữ sẽ được thi đấu tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Ứng cử viên huy chương vàng là Thái Lan và Việt Nam. Thời gian thi đấu sẽ là từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 5. Các bạn nhớ đón xem bộ môn bóng đá tại SEA Games 31 và cùng cổ vũ cho tuyển bóng đá nam và nữ của Việt Nam có thể bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games nhé.